Vâng, một lần nữa Nông dân Cộng sản Hương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Như chúng ta đã biết đấy, đối với cái ả Phạm Đoan Trang này bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2020 ấy. Khi bắt khám xét khẩn cấp đối với Phạm Đoan Trang 42 tuổi này chú ở quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi làm tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì ngay lập tức ấy, nhiều cái tổ chức núp bóng như Nhân quyền Phóng viên Không Biên Giới, ví dụ như cái tổ chức Phóng viên Không Biên Giới viết tắt là RSF ấy, hoặc là Theo dõi Nhân quyền Thế giới HRVK, hoặc tổ chức Ân xá Quốc tế AI vân vân, và nhiều cái tổ chức phản động ở trong nước đã lớn tiếng phản đối với kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do lập tức cho Phạm Đoan Trang. Vậy sự thật đằng sau những cái lời kêu gọi này là gì? Đấy, đây là một cái câu hỏi. Ngay sau khi bị bắt ấy, cái tổ chức RSF này tức là cái tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ấy, đã đưa ra cái thông cáo báo chí kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang. Thông cáo báo chí của RSF này đã cố tình xuyên tạc rằng vụ bắt giữ Phạm Đoan Trang là ví dụ mới nhất về việc đàn áp những tiếng nói chỉ trích ở Việt Nam. Đấy, có nghĩa là tiếng nói đối lập. Không những vậy, thông cáo báo chí của RSF thì còn dẫn lời của ông giám đốc điều hành của tổ chức này với những cái lời lẽ ngang ngược can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, khi cho rằng tội bị cáo buộc của bà thật ra chỉ là phổ biến những thông tin độc lập và tạo điều kiện cho đồng bào của bà thực hiện các quyền của người dân được bảo đảm bởi hiến pháp. Bà Trang không thể bị đi tù. Đấy, bà ấy phải được thả ngay lập tức. Cổ suý cho những cái luận điệu của RSF, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế HRVK này cũng đưa ra những cái lời xuyên tạc khi trích lời của ông Philip Robinson ấy, phó giám đốc của HRVK này. Phạm Đoan Trang đã dấn thân để tìm cách giải thích cho các công dân Việt Nam về những cái quyền hạn của chính họ đúng theo hiến pháp Việt Nam. Nhưng mà tôi cảm thấy cái bà Phạm Đoan Trang này, cái ả không phải bà biết, từ trước giờ chả có làm theo đúng hiến pháp và pháp luật Việt Nam gì cả. Toàn viết sách bậy bạ, chống đối chính quyền, đòi thay đổi điều này điều kia hiến pháp, đòi thay đổi một số điều của luật pháp, đặc biệt là bộ luật hình sự như điều 258, điều 109, điều 113 vân vân. Không những vậy á, cái ả Phạm Đoan Trang này còn gia nhập vào cái tổ chức của Việt Tân, tức là tổ chức Voi của Trịnh Hội á, là một cái tổ chức ngoại vi của Việt Tân, tuyển mộ người, đưa người ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện. Trong khi đó, với một số cái tuyên bố mang tính định kiến thiếu khách quan, có tiêu đề Việt Nam nhà vô địch nhân quyền bị bắt, có ý có nguy cơ bị tra tấn nghiêm trọng, ý là nói đến Phạm Đoan Trang là một cái nhà đấu tranh vô địch. Đấy. Vô địch cái gì? Vô địch làm cái chuyện sằng bệnh. Còn cái tổ chức Ân xá Quốc tế viết tắt là AI này đã lớn tiếng xuyên tạc rằng việc Phạm Đoan Trang bị bắt là một hành động đáng chê trách
Bà là một nhân vật hàng đầu trong cái cuộc đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Bà đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều hoạt động trẻ lên tiếng vì một nước Việt Nam công bằng, hội nhập và tự do hơn. Nhưng mà tôi thấy ở đây chả có công bằng tự do gì đối với Phạm Đoan Trang. Mà cái giới trẻ ai tham gia vào những cái tổ chức mà Phạm Đoan Trang điều hành ấy, thì đều có cái tư tưởng chống phá đảng, chống phá nhà nước, chống phá chính quyền, kích động người dân, và có cái nhìn lệch lạc đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là về thể chế chính trị. Vâng, một lần nữa Nông dân Cộng sản Ruby xin kính chào tất cả các anh chị, cô dì, chú bác vào xem sau nhé. Trong khi đó, với một tuyên bố mang tính là định kiến như vậy ấy, thì những cái tổ chức, thí dụ như Ân xá Quốc tế này, hay là Phóng viên Không biên giới này, bọn chúng kêu gào như vậy, mục đích là gì? Mục đích cuối cùng là tạo dư luận ở trong nước, đặc biệt là những cái thành phần ngày trước từng tham gia ủng hộ Phạm Đoan Trang và những cái thành phần nằm trong cái tổ chức Phạm Đoan Trang lãnh đạo này lại tiếp tục lên tiếng kích động, xuyên tạc, tạo ra cái phong trào mạnh mẽ để bảo vệ, lên tiếng bảo vệ Phạm Đoan Trang. Qua đó những cái tổ chức phản động ở nước ngoài nó mới không có cớ can thiệp sâu vào, yêu cầu phải trả tự do cho Phạm Đoan Trang hoặc là để Phạm Đoan Trang phải ra nước ngoài sinh sống, vân vân, giống như ngày trước Nguyễn Văn Đài cũng vậy. Đó là ý đồ của bọn chúng. Ở đây có một cái câu hỏi này: Phạm Đoan Trang có phải nhà bất đồng chính kiến hay nhà hoạt động nhân quyền? Thì bây giờ đi vào cái tiểu sử của Phạm Đoan Trang một chút. Phạm Đoan Trang năm nay đúng 42 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, sinh ra một trong cái gia đình cơ bản. Phạm Đoan Trang từng tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội Amsterdam và khoa Kinh tế Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau khi ra trường, Phạm Đoan Trang làm phóng viên cho báo điện tử Việt Nam Break 2 năm. Tiếp đến là làm nhân viên cho công ty quảng cáo HAKI. Sau là nhân viên truyền hình kỹ thuật số VTC, cộng tác viên báo Vietnamnet và có gần 3 năm làm phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ở cái giai đoạn năm 2013 này, do Phạm Đoan Trang xuất cảnh đi nước ngoài không xin phép nên Phạm Đoan Trang đã bị cơ quan quản lý chủ quản kỷ luật bắt buộc thôi việc. Đó. Trong cái quá trình xuất cảnh trái phép này, Phạm Đoan Trang đã được một số đối tượng chống đối chính quyền dẫn dắt, móc nối, lôi kéo và đưa Phạm Đoan Trang bắt đầu hành trình trượt dài trên con đường tội lỗi trở về nước. Phạm Đoan Trang trực tiếp thành lập và tham gia điều hành nhiều hội nhóm bất hợp pháp, đồng thời đứng sau lôi kéo lập nhóm. Thí dụ như nhóm Zuka Sài Gòn, Tuổi Trẻ Làm Đẹp Quê Hương, lợi dụng danh nghĩa biểu diễn ca nhạc bảo vệ môi trường để tụ tập trình diễn những ca khúc thời Việt Nam Cộng Hòa, khuếch trương lực lượng chống đối trong nước, tập hợp lực lượng chống đối trong giới văn nghệ sĩ trí thức trẻ. Đấy. Phạm Đoan Trang cũng tiếp tục lập và điều hành các trang mạng, thí dụ như Luật Khoa Tạp Chí phạmdoantrang.com nhé, hay là cái tờ The Việt Nam Web viết tán thành cái nhiều cái bài viết trong cái cuốn sách có cái nội dung tuyên truyền xuyên tạc cái tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước, kích động lật đổ chế độ. Đó. Đặc biệt hơn trong cái thời gian gần đây này, Phạm Đoan Trang đã viết phát tán nhiều cái tài liệu đấy, bất hợp pháp, nhiều cái cuốn sách có nội dung chính trị xấu độc như Cẩm Nang Truyền Thông,
từ Facebook xuống đường, hoặc là bầu cử phi dân chủ ở Việt Nam, chính trị bình dân, hoặc là toàn cảnh thảm họa môi trường Formosa ở Việt Nam, phản kháng phi bạo lực, hoặc là cái cầm nang nuôi tù, vân vân. Đây là những cuốn sách có nội dung bôi nhọ, xuyên tạc thể chế chính trị Việt Nam, cái đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, hướng dẫn cách thức hoạt động chống chính quyền bất bạo động, cách thức đối phó với các cơ quan chức năng thực thi pháp luật, kêu gọi biểu tình lật đổ chế độ ở Việt Nam. Đó là những cuốn sách mà Phạm Đoan Trang viết và dịch ra rất là nhiều cuốn sách, hoặc là tham khảo những cuốn sách thí dụ như Cách mạng màu, Cách mạng trắng ở Việt Nam, Cách mạng đường phố, đều tập hợp trong những cuốn sách của Phạm Đoan Trang này. Phạm Đoan Trang cũng là một cái thành viên cốt cán của tổ chức Voi, một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân. Cái ả này này được một số đối tượng cầm đầu của tổ chức Voi giao phụ trách nhân sự trực tiếp tuyển lựa, duyệt người trước khi đưa ra nước ngoài để huấn luyện đào tạo cách thức hoạt động chống phá chính quyền. Phạm Đoan Trang cũng là một trong những người sáng lập và duy trì hoạt động của Nhà xuất bản Tự do, một cái tổ chức dân sự trá hình hoạt động chui, chuyên xuất bản, in ấn và phát hành các ấn phẩm có nội dung tiêu cực, xuyên tạc, kích động bạo lực, chống phá Đảng, nhà nước, chống phá chính quyền. Đối với Phạm Đoan Trang, được sinh ra trong một cái gia đình cơ bản, thế nhưng đã không biết sử dụng trí tuệ của mình vào việc chính đáng, lại thường xuyên viết phát tán tài liệu, các bài viết, cái cuốn sách có nội dung tuyên truyền chống Đảng, nhà nước, kêu gọi biểu tình lật đổ chế độ. Vậy thử hỏi, đó là một nhà bất đồng chính kiến, nhà hoạt động nhân quyền trong ngoặc kép, hay là một kẻ phạm tội vi phạm pháp luật đúng nghĩa? Mà ở đây này, đối với tôi khẳng định Phạm Đoan Trang vi phạm cực kỳ nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Cái ý đồ sau những lời kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang này là gì? Phạm Đoan Trang đã có những hành vi đi ngược lại với lợi ích của đất nước, của nhân dân. Những hành vi trên của Phạm Đoan Trang vi phạm pháp luật như thế nào, đến đâu sẽ được cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ, việc cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt, lệnh khởi tố bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với Phạm Đoan Trang là việc làm cần thiết nhằm ngăn chặn những cái hành vi nguy hiểm cho xã hội. Có thể thấy rằng ở Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, những cái kẻ vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm theo cái quy định của pháp luật. Hoàn toàn không có cái chuyện bắt xử lý những cái đối tượng vi phạm pháp luật lại bị coi là đàn áp người bất đồng chính kiến trong ngoặc kép nha, người hoạt động nhân quyền. Đấy. Những cái luận điệu mà RSS hay RHRVK hay AI này nó đưa ra không đúng. Ở đây này, tôi muốn khẳng định thêm một lần nữa này, những cái con rối đội lốt nhân quyền RSS, HRVK, AI vân vân lại núp bóng nhân quyền, đưa ra những cái luận điệu xuyên tạc, thiếu khách quan và định kiến thù địch về Việt Nam. Việc đưa ra những tuyên bố sai sự thật trên ấy, thực chất là một sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam. Không những vậy, việc làm này có thể còn thể hiện cái ý đồ của các tổ chức đội lốt nhân quyền, đó là cố tình bảo vệ hà hơi tiếp chức cho Phạm Đoan Trang cũng như các đối tượng chống đối chính quyền khác. Họ cố tình xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp những người bất đồng chính kiến.
nhằm làm cho các quốc gia, tổ chức, cộng đồng thế giới hiểu sai về quan điểm chính sách của Việt Nam, hạ uy tín của Việt Nam đối với bạn bè thế giới. Đó là cái mục đích của những cái tổ chức nhân quyền, dân quyền hay là tổ chức phóng viên không biên giới này. Đấy, viết tắt là RSSHRVK hay là AI này. Đối với Việt Nam ấy, các vị bảo không có nhân quyền thì tại sao người dân được tự do thoải mái? Muốn làm gì làm, miễn là anh làm cái gì cũng phải nằm trong cái khuôn khổ pháp luật ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng vậy. Mà đặc biệt hơn, ở đây này, các nước tư bản, các vị nói là tự do dân chủ nhân quyền ấy, tôi thấy chính nước Mỹ là bố đẻ của tự do nhân quyền. Nhưng mà tại sao nước Mỹ lại rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc là một. Cái thứ hai, các nước tư bản trên thế giới tại sao đưa ra nhiều cái điều luật mà người dân không thể phản kháng? Thí dụ như cảnh sát hô, police nó hô, đứng im giơ tay lên là phải đứng im giơ tay lên. Nếu mà anh còn nói thêm lời nữa nào nữa là một là người ta bắn bỏ, hai là người ta ghi âm, lấy những cái đoạn ghi âm mà các vị cái lại đưa ra tòa xử thêm tội chống đối lại chính quyền. Còn rất là nhiều thí dụ khác. Nó là kết thúc nội dung về Phạm Đoan Trang.